Chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Tun. Ở clip hôm nay thì em sẽ lại khui hộp review một số các cái sản phẩm bi LED mà ở đây em đang bày. Thì dạo này thời gian gần đây thì nó là gần Tết rồi, thì công việc của em khá là bận rộn, thì em không có thời gian em làm những cái video cũng như là làm những cái video chia sẻ về các cái phần bi LED hay là những cái phần sửa chữa xe máy, độ chế xe máy nói chung vân vân. Thì dạo gần đây thì có rất nhiều anh em có inbox trực tiếp cho em hỏi và cũng như là mong muốn là chia sẻ về những cái sản phẩm mà bên em đang cung cấp ra thị trường. Hiện tại thì bên em chủ yếu sẽ cung cấp ra thị trường là những cái mẫu bi LED thay vì là những cái mẫu đèn LED như trước kia. Đó thì hiện tại thì bên em vẫn cứ bán song song cả những cái mẫu đèn LED cũng như là những cái mẫu bi LED. Và hiện tại thời gian sắp tới đây sẽ em sẽ lên một loạt các cái video nói về các cái mẫu bi LED nói chung. Những cái giải pháp tăng sáng giá rẻ mà hiệu quả, hàng chất lượng mà thương hiệu đó. Thì hiện tại thì bây giờ là em sẽ đi sâu hàng cái em bi LED ở đây, một cái hộp xanh màu nõn chuối khá là đẹp. Nhìn cái màu xanh này là mình thấy nó đã có cái gì đó nó electric rồi đó. Thì hiện tại ở đây thì em đang để trên bàn một cái mẫu bi LED với một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng ở trong cái làng bi LED ở trên thị trường Việt Nam hiện nay. Thì giới thiệu với các bác, ở đây là em đang có cái mẫu hộp bi LED của IS có cái mã là A14 Pro. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là ở đây nó có cái chữ LED Projector Headlight ở đây. Ở dưới chữ này nó sẽ là cái chữ của Đài Loan, thì em nhìn em không hiểu. Và ở đây nó sẽ có một số các ký tự. Đó, thì các bác nào có am hiểu về những ký tự này thì có thể là chia sẻ với em. Và ở đây thì họ sẽ cho chúng ta một số các ký tự này, nhìn vào đây thì chúng ta có thể hiểu được, mặc dù cái tiếng ở dưới này nó tiếng Trung chúng ta sẽ không hiểu. Thì thứ nhất là cái thời lượng tiêu thụ điện nó sẽ được kéo dài lên, và cái độ mở rộng cái phần ánh sáng ra hai bên nó sẽ rộng hơn những cái đèn bình thường. Và ở đây là ánh sáng nó sẽ giả lập ánh sáng của chế độ ban ngày, và đây là sẽ là cái bóng để dành cho đèn pha. Đó, ở đây có hình cái lá này, nó sẽ là biểu thị cái dạng là e-smart hay còn gọi là cái bảo vệ môi trường, thân thiện môi trường đó. Và ở phần bên này thì họ sẽ cho chúng ta một số các cái phần thông tin. Thì ở đây thì nó là cái chữ tiếng Đài Loan nên em nhìn em không hiểu lắm. Nhưng mà ở đây họ sẽ ghi cho chúng ta những cái phần thông số điển hình như sau. Cái bóng này nó sẽ có điện áp là 9 cho đến 16V, công suất cốt sẽ là 40W và công suất pha nó sẽ là 55W. Và chế độ cốt thì nó sẽ đưa ra cái phần lumen cực kỳ là cao, nó những 10.000 lumen, và cái chế độ pha này nó lên đến là 15.000 lumen. Đó, và đây là cái những cái mã QR code, mã check của hàng chính hãng của thương hiệu IS này. Và đây là cái giá hiện tại mà họ bán ở bên thị trường họ. Thì cái này nó nhập khẩu theo đường chính hãng về, cho nên là giá nó sẽ chênh lệch hơn so với lại cái giá niêm yết ở thị trường của nước bạn. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi sâu hàng cái em này lên. Và bây giờ là em sẽ khui hộp của em này lên. Đó, một cái hộp cực kỳ là đẹp, màu xanh cực kỳ là bắt mắt. Đó, ở trong là chất liệu bìa cắt tông, em sẽ để ra đây. Và khi khui hộp về ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thẻ có cái chữ là IS. Đây là cái thẻ chứng nhận hàng chính hãng của công ty IS ở đây. Em sẽ để riêng ra một bên. Thì ở trong sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái hộp cực kỳ là to, và nó sẽ có cái phần chống sốc cực kỳ là ok. Cái miếng mút này rất là dày, nó sẽ đảm bảo cho cái phần bi của chúng ta nó được vận chuyển một cách an toàn. Và bây giờ là em sẽ khui cái sản phẩm này ra. Ở trong cái hộp này nó sẽ có hai bi, thì tất nhiên rồi, bi dành cho ô tô thì thường nó sẽ là hai bi. Thì những anh em nào mà lắp cho xe máy hoặc là độ cho xe máy ấy, có thể là em yêu khoa học tại nhà thì có thể đặt trực tiếp bên em, thì bên em sẽ bán lẻ cho các bạn để các bạn về các bạn có thể tự lên được. Và bây giờ là em sẽ khui một em bất kỳ ra. Đó, họ bọc trong một cái phần túi ni lông như thế này, nó sẽ chống bụi tốt hơn cho cái phần bi này. Và bây giờ là em đã khui em nó ra rồi. Nhân vật chính của chúng ta, em sẽ quay một vòng cho các bác xem về cái cấu tạo cũng như là hình thức bề ngoài của cái em này. Rồi ở các cái phần clip sau thì em sẽ có những cái video và em bổ tung những cái phần này ra để cho các bác cũng như là các bạn nghiên cứu cái phần nội tạng ở bên trong của những cái chiếc bi nói chung này, xem là cái phần cấu tạo của nó sẽ ra làm sao. Ở những cái phần bi này thì nó sẽ chia ra làm mấy nhóm chính. Thứ nhất là nhóm bi chuyên cốt. Nhóm bi chuyên cốt là nó chỉ có phần cốt, nó không có phần pha. Và phần bi tiếp theo nó sẽ là bi cốt pha. Bi cốt pha phổ thông thì nó sẽ là thiên về ánh sáng cốt nhiều hơn là ánh sáng pha. Và một phần tiếp theo nữa nó sẽ là bi trợ pha. Và một phần tiếp theo nữa nó sẽ là bi trợ pha bằng laser. Thì hiện tại là em này nó là sẽ là bi trợ pha bằng LED. Đó, thì cái con này nó sẽ về công nghệ thì nó sẽ không bằng bi laser, nhưng về độ sáng so với lại những cái bi phổ thông bình thường khác thì nó sẽ hơn rất là nhiều. Và bây giờ là em sẽ sâu một vòng, mình tính từ bên cái kính này. Đó, thì ở đây thì các bác có thể nhìn từ cái mặt ngoài vào, cái mặt tiền của em này nhìn cực kỳ là sexy. Đó, thì em này có cái kích thước lens là 3 inch.
Vì cái phần len này nó sẽ đổi màu ánh màu xanh. Thì hiện tại là em đang bật một cái đèn soi từ trên này xuống màu vàng để các bác tiện theo dõi video, để video nó chân thực nhất. Thì cái phần ánh sáng phản quang màu xanh ở đây thì nó đã không còn mất rồi. Thì em sẽ chụp một vài cái bức hình để mình minh họa cho các bạn cũng như là các bác tham khảo. Đó thì ở đây nó sẽ là có cái phần thấu kính 3 inch được tráng một cái lớp phản quang màu xanh cực kỳ là đẹp. Ở phần dưới này nó sẽ là cái phần thấu kính to, là sẽ đảm nhiệm phần chế độ cốt. Và ở trên này nó sẽ có một cái phần khuyết nhìn cực kỳ là hay. Cái cấu tạo này như bọn em gọi là cấu tạo mắt ếch. Đó, về những cái bi mắt ếch này, nói chung thì nó sẽ có cái phần thấu kính nhỏ phụ ở đây để nó sẽ đảm nhiệm cái chức năng là trợ pha. Đó, nó khác hẳn với lại những cái bi khác trên thị trường là nó có thêm cái phần này. Nó giống như những cái phần bi laser mà dòng cao cấp, những cái xe mà tầm cỡ như BMW 7 Series ấy, thì nó mới có những cái phần bi kiểu như thế này. Đó, đây là một cái thiết kế cực kỳ là thời thượng. Và tiếp theo là đến cái phần thân để giữ cái phần thấu kính ở đây, nó chính là cái phần pad. Đó, cái phần pad này nó được sơn một cái lớp màu đen nhìn cực kỳ là đẹp, màu đen bóng, nhưng ở trên cái phần pad này nó sẽ có thêm những cái phần nhũ nhũ ánh ánh lên khá là ok, khá là đẹp. Và cái phần tiếp theo là nó sẽ đến cái phần pad chính chịu lực cho cái phần bi này. Phần pad chính chịu lực cho phần bi này được sơn màu đen trên chất liệu nhôm cực kỳ là dày dặn và đẹp. Đó, và cái phần thân sau của em này nhìn cực kỳ là hầm hố. Em chưa thấy một cái phong cách làm bi nào mà nó lại giống như cái hãng này. Họ làm một cái phong cách bi không giống bất kỳ một cái hãng nào khác. Ở đây thì em có khá là nhiều bi, nhưng mà em bi này là cực kỳ là nhìn rất là hay, ấn tượng. Nó ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó chính là cái phần cục ở đây. Cái phần cục ở đây thì nó sẽ sở hữu chính là một cái phần chip phụ trợ sáng, để nó đưa cái phần ánh sáng đẩy xuống mặt đường. Khi chúng ta bật chế độ pha, nó sẽ tăng cường cái phần ánh sáng pha lên. Nó đang từ là 10.000 lumen, mà khi vào chúng ta bật pha lên nó lên 15.000 lumen, cực kỳ nó cao. Nguyên cái phần này nó đã tăng thêm được 5.000 lumen, 5.000 lumen cực kỳ là nhiều. Những cái bi mà rẻ tiền ấy thì nó chỉ có được khoảng 4.000 cho đến 5.000 lumen, mà nguyên một em này nó lên được 5.000 lumen, thì các bác có thể thấy là cái phần bi này cực kỳ nó ok. Rồi, và cái phần tiếp theo đằng sau này họ làm một cái phần pad màu đen, để bên dưới nó có một cái lớp si ở trong này. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái phần si ở trong này, nó chính là cái phần chóa phản xạ ánh sáng để nó hắt cái phần ánh sáng phát lên từ cái phần chip LED để đẩy ra cái phần thấu kính của chúng ta ở đây. Được sơn màu đen cực kỳ là đẹp, nó là bằng nhôm luôn các bác nhé. Được cố định bởi hai con ốc hai bên, ở bên này thì em dán tem vào đây rồi. Và cái phần bên hông ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là nó sẽ có cái phần lỗ tản nhiệt ở hai bên này. Tất nhiên rồi, bởi vì khi chúng ta sử dụng nó thì cái phần này nó sẽ nóng lên, nó sẽ phải dùng quạt này nó thổi để làm mát những cái phần chip LED cũng như là những cái phần nội tạng ở bên trong này, những cái phần men vỉ mạch của em này nó nằm ở trong này. Và ở cái phần dưới này thì các bác có thể nhìn thấy cái phần mà họ cuốn cái băng dính đen ở đây, nó chính là cái phần cơ cấu màn chập bằng nam châm điện. Khi chúng ta bật chế độ pha cốt thì cái phần nam châm điện này nó sẽ được đóng điện, thì nó sẽ hít cái cục mà cơ cấu màn chập ở đây, nó sẽ đóng mở để nó thay đổi chế độ pha cốt. Đó, đây là cái cấu tạo chung của các loại bi LED cũng như là bi laser trên thị trường, cũng như là bi xenon, nó đều sử dụng cái con này làm chế độ pha cốt. Và ở phần bên dưới này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần này inox cực kỳ là đẹp, khá là kín. Về cái em bi này, khi mà lắp lên những cái chiếc pha xe máy cũng như chiếc pha ô tô ấy, thì cái việc chống nước cho em này cực kỳ là dễ, bởi vì những cái phần này nó kín hết rồi. Và phần tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đằng sau này khá là đẹp, nó chính là một cái quạt có cái hình xoay xoáy, họ dập khá là đẹp và bắt mắt. Ở đây họ sẽ làm thêm những cái đường mà lỗ thoát tản nhiệt cho cái phần quạt này. Đó, thì cái phần quạt này là công nghệ lút LED không chổi than, có cái tốc độ quay cực kỳ là khủng. Bởi vì là em đã test con này rồi thì nó cái độ quay của con này nó khá là ok. Nó đưa ra một cái lượng gió, em cảm thấy nó nhiều hơn những cái loại bi bình thường khác. Và trong cái thời gian em test những mấy phút đồng hồ đó thì nó không gây nóng tay khi mà em cầm trực tiếp lên cái phần này. Thì cái này nó sẽ đảm bảo cho cái phần chip LED của cái phần bi này nó sẽ vận hành tốt nhất có thể, đạt hiệu suất cao nhất có thể. Vì cái phần quạt này nó đưa phần gió rất là nhiều, thì nó sẽ làm mát cái phần chip LED. Đó, thì các bác có thể biết rồi, tất cả những cái loại mà gọi là phát quang, nếu như nó nóng ở cái mức độ vừa phải thì nó sẽ đưa ra một cái ánh sáng cực kỳ là tốt. Còn nếu như mà cái phần ánh sáng đó nó không được giải nhiệt một cách hiệu quả thì phần ánh sáng đó nó sẽ giảm dần, chứ nó không được như cái hiệu suất khi mới làm việc đâu nhé. Và tiếp theo thì cái sản phẩm này thì người ta sẽ cho mình mấy cái dây có 4 cái màu chính ở đây. Nó sẽ chính là dây đen, dây đỏ, dây xanh và dây trắng. Cái dây này thì nó sẽ có 2 dây để cấp nguồn cho cái bi này hoạt động, và 2 dây trắng xanh ở đây nó sẽ là dây cho cái màn chập này nó hoạt động để thay đổi chế độ pha cốt.
Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng trực tiếp của cái mẫu này khi mà soi trên mặt đường thì nó sẽ là như thế nào về ban đêm. Về cái hiệu quả ánh sáng của cái MB này nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm so với lại những cái phần ánh sáng zin của những cái chiếc đèn halogen zin ở trên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Đó thì các bác có thể là dựa vào cái phần lumen ở đây thì các bác có thể là biết là nó sẽ là hơn bao nhiêu phần trăm. Đó thì ở đây này, thông số kỹ thuật của nhà máy người ta in ở đây là 10.000 và 15.000. Và cái ánh sáng của những cái bóng halogen có công suất phổ thông như 35 cho đến là 55-60 ở những cái chiếc ô tô ấy, thì cái phần ánh sáng đó khi mà người ta đo đạc bằng máy thì nó chỉ là lumen, nó sẽ rơi vào tầm 1.000 cho đến là 1.500 lumen thôi. Mà ở đây là chế độ cốt nó những là 10.000 và chế độ pha là 15.000 lumen. Đó thì các bác có thể là so sánh phần tương quan thông số kỹ thuật này thì có thể nói lên được là cái độ chênh lệch cái phần ánh sáng nó là bao nhiêu lumen rồi. Chưa nói đến là cái phần ánh sáng thực tế khi mà chúng ta chiếu xuống mặt đường thì nó sẽ thay đổi cực kỳ là nhiều. Đó, và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi AES A14 Pro này cho các bác coi. Đó thì các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp theo em theo cái số điện thoại là ở trên cái card này của em là 0356146888, hoặc em sẽ để cái số điện thoại ở trên các màn hình ấy, COD đến tận tay cho các bác. Thì các bác có thể là em yêu khoa học tự lên tại nhà, hoặc là các bác có nhu cầu thể lên cho những cái chiếc chóa xe máy thân yêu của các bác thì bên em có thể là làm full một bộ gửi về cho các bác, thì các bác chỉ cần là cắm vào xe, cắm jack vào là chạy thôi, tận hưởng thôi, cực kỳ là đơn giản. Rồi bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi, vì là cái mẫu bi này có cái độ sáng cực kỳ là lớn cho nên là em không thể test tại cái bàn làm việc của em ấy được. Ở những video clip sau ấy thì em sẽ test những cái mẫu này và em sẽ lên những cái video để cho các bác có thể tham khảo. Và tiếp theo nữa thì em sẽ có những cái video mà em sẽ bổ từng cái bi này ra một để sâu cái nội thất bên trong, cũng như là những cái cấu tạo ở bên trong này cho các bác chiêm ngưỡng xem là những cái cấu trúc của nó sẽ là như thế nào, sử dụng chip LED ra làm sao, rồi những cái công nghệ mà để nó đưa cái phần ánh sáng này nó sẽ là như thế nào. Hẹn các bác ở video clip sau. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác cái mẫu A14 Pro. Đó, các bác thấy nó khác biệt so với phần còn lại của bi LED nói chung đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có hai phần thấu kính, ở dưới này nó sẽ là phần thấu kính chính để dành cho chế độ cốt, và trên này nó sẽ có phần thấu kính phụ dành cho phần trợ pha. Thì em này nó sẽ là gọi là mắt ếch. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái cấu trúc cực kỳ là đặc biệt khác bọt so với lại những cái loại bi khác trên thị trường, là ở đây nó sẽ có phần chip trợ pha nó nằm ở đây. Nhìn nó cực kỳ là hầm hố. Đó, đây là cái phần bên ngoài thì các bác có thể chiêm ngưỡng em nó. Và cái quạt con này nó mạnh cực kỳ luôn, nó quay kích khủng khiếp, mát rượi. Em cầm tay mà thấy nó mát luôn. Và cái phần ánh sáng của con này cực kỳ là ok nhá. Phần ánh sáng cốt của con này em đảm bảo là bao phê luôn. Nếu mà trong các cái dòng bi mà em bán hiện tại ở đây thì con này em thấy cốt nó là miên man luôn. Chế độ pha thì cũng cực kỳ là ok. Rồi bây giờ em sẽ test cái phần ánh sáng cho các bác coi. Ánh sáng con này không thể chê vào đâu được. Đây là ánh sáng cốt thì các bác có thể là thấy em để nó trước cái tầm máy quay của em có một xíu thôi, mà cái phần cốt nó chạy ra tận đằng kia. Nếu như em bênh lên một xíu nữa thì nó lại đẩy lên trời mất rồi. Đó, phần cốt con này cực kỳ là phê. Em ước tính cái phần ánh sáng từ chân ánh sáng cho đến đường cắt thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 40 cho đến 50 mét luôn. Và bây giờ em sẽ bật chế độ pha. Đó thì các bác có thể thấy là cái chế độ pha con này cực kỳ là dã man luôn. Nó có cái đường ánh sáng bạo lực như laser. Đây là chỉ là trợ pha đấy các bác nhé. Đây chế độ cốt này, chế độ pha này. Hiện tại em đang quay ở chỗ này là đường nó khá là bụi. Các bác có thể nhìn thấy rất là nhiều bụi. Đó, em còn bên trên cái máy quay thì các bác có thể nhìn thấy cái phần ánh sáng nó rọi xuống mặt đường kinh khủng chưa. Chế độ cốt, chế độ pha. Đó, các bác nào mà lắp con này vào xe máy thì hoặc ô tô thì thôi rồi luôn. Cái phần trợ pha của con này khá là hay, nó sẽ có cái hình chữ nhật này. Nó ôm cả cái con đường luôn. Con đường này của chỗ em thì nó sẽ rộng có 5 mét thôi. Đây là đường bê tông. Ánh sáng quá là kinh khủng. Đó, thì các bác thì nhìn thấy cái phần ánh sáng nó quá là ok rồi. Ôi xô.
đây em để gần đây, các bác sẽ nhìn thấy cái phần ánh sáng trợ pha của em này, nó làm cực kỳ là hay, khác biệt hoàn toàn so với lại những cái phần bi còn lại ở trên thị trường. Và cái đường cắt của em này thì khỏi phải bàn luôn, đường cắt sắc lẹm luôn, xanh ét. Thì hiện tại là em quay trên máy quay vì là sáng quá thì các bác sẽ không nhìn rõ cái đường xanh, nhưng mà nhìn thấy thực tế rõ cực kỳ luôn. Em sẽ đấu con ô tô đằng xa kia, ô tô hay xe máy? Ô tô. À, xe máy. Đó, 3-4 cái luôn, xuống hết cốt luôn. Rồi chào các bác nha. Đây cái phần bi AS. Bi này là bi no name nhé, bởi vì là hàng chính hãng của nó không ghi tên ở đây, nên là các bác sẽ bảo là bi này bi no name. Em nói luôn là nó không có tên ở đây, chứ không phải là bi no name, hàng chính hãng luôn các bác nhé. Bảo hành 15 tháng đổi mới. Em này thì cấu trúc của nó cực kỳ là đẹp luôn, dự sẽ rất hot trong thời gian sắp tới này.